Công an tỉnh Con Tum vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai chương trình công tác năm 2024. Dự và chỉ đạo hội nghị có Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Ngọc Tuấn. Trong năm 2023, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh luôn ổn định và giữ vững. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ đạt nhiều kết quả đáng khích lệ tỷ lệ điều tra khám phá án cao không để xảy ra oan sai bỏ lọt tội phạm điều tra khám phá nhanh nhiều vụ án nghiêm trọng phức tạp phát hiện triệt phá nhiều đường dây buôn bán ma túy với số lượng lớn bắt và vận động nhiều đối tượng truy nã ra đầu thú phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được quan tâm nhân rộng nhiều mô hình điển hình tiên tiến công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng hậu cần có nhiều chuyển biến tích cực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Ngọc Tuấn biểu dương ghi nhận những thành tích của công an tỉnh đạt được trong năm 2023, đồng thời nhấn mạnh năm 2024, công an tỉnh cần chủ động nắm chắc tình hình, xây dựng các kế hoạch phương án đảm bảo an ninh trật tự, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm nhằm đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống phục vụ hiệu quả sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương